Xin chào các bạn, tôi là Hảo Phạm, là thành viên của cộng đồng Dropship Furry Center. Và hôm nay á, tôi làm cái video clip này với mục đích là để cảm ơn tới admin Quyết Đào, tới tất cả các anh em trong đội ngũ mod và admin của Furry Center đã giúp đỡ tôi trong cái quá trình 7 tháng vừa rồi, ngay từ cái bước đầu tiên tham gia vào Furry Center, từ việc là không biết làm như thế nào để bán được một đơn hàng. Và tôi có thể thành công như hiện tại với những cái kiến thức và những cái kết quả hiện tại tôi có thể đạt được hoàn toàn là do sự cố gắng của bản thân cùng với những kiến thức mà admin Quyết Đào đã trao cho, cộng với sự giúp đỡ, chia sẻ của các anh em trong đội ngũ mod và admin, sự hỗ trợ kỹ thuật của anh Đào Xuân Nhất và tất cả những người đã, các anh em trong Furry Center đã tin tưởng và luôn ủng hộ tôi. Tôi làm clip này cũng ngoài mục đích là cảm ơn các admin trong Furry Center thì cũng muốn là chia sẻ đến các bạn mới tham gia vào cộng đồng Dropship Furry Center một câu và một cái điều mà tôi rút ra là các bạn, nếu các bạn đã tham gia vào và các bạn muốn kiếm được một cái số tiền mà nó để như bạn mong ước khi bạn tham gia vào, thì thứ nhất là bạn nên chăm chỉ, thứ hai là nỗ lực không ngừng, và thứ ba là hãy tin theo và làm theo những gì được chỉ. Tất cả đều là có nguyên nhân của nó khi các admin và các mod bảo bạn làm, đúng không ạ? Vì chính tôi 7 tháng trước là không biết làm như thế nào để bán được một đơn hàng, không biết là làm như thế nào để có thể tiêu thụ được cái đống giày tồn mà mình ôm mấy chục triệu về. Tôi chỉ là một mẹ bỉm sữa, một nhân viên văn phòng bình thường của một công ty top đầu của Nhật, và cảm thấy là mình không có kiến thức về kinh doanh online. Nhưng sau khi tham gia Furry Center 7 tháng thì tôi đã có những cái sự tiến bộ vượt bậc, những cái sự tiến bộ mà 7 tháng trước đây tôi không thể tưởng tượng được là tôi của ngày hôm nay có thể có được. Tôi có những cái cộng đồng group của tôi lên đến 3.000 người. Tôi có thể tạo ra một nhóm cộng tác viên riêng cho tôi mà chính tôi là admin, chính tôi đã dạy lại các cái kiến thức mà tôi đang được học, chính tôi đã chỉ cho những người khác ra được đơn, và cộng đồng đó là 500 người. Tôi nhận được rất nhiều lời cảm ơn từ các mẹ bỉm sữa, và đó là cái điều mà tôi cảm thấy rất là vui, vì không chỉ tôi kiếm tiền được cho tôi mà nhờ vào những kiến thức Furry chỉ cho tôi chỉ lại cho người khác, và tôi nhận được những cái lời cảm ơn giá trị không phải tính bằng tiền từ những mẹ bỉm sữa có hoàn cảnh hay những mẹ đơn thân như là Trương Thị Thanh và rất nhiều người khác. Và hôm nay tôi làm cái video này là cảm ơn tới Furry Center cùng một lời nhắn nhủ tới các bạn. Khi các bạn tham gia vào cộng đồng Dropship Furry Center, các bạn hoàn toàn sẽ được nâng đỡ, được chỉ bảo, và bạn có thể đạt được bất kỳ cái ước mơ nào của bạn. Dù bạn nhỏ, bạn là một người không biết gì, một mẹ bỉm sữa như tôi, hay bạn là một thanh niên rất giỏi về kỹ thuật, thì bạn đều có thể đạt được cái điều mình muốn. Như tôi hiện tại bây giờ là tôi đã đạt được cái ước mơ, cái target lớn hơn cái target hồi đầu mà tôi đặt ra. Vì hồi đầu tôi chỉ nghĩ là mình kiếm thêm thôi, nhưng hiện tại bây giờ tôi đang theo đuổi và đam mê cái ngành kinh doanh online. Số tiền mà tôi đang kiếm được sau 7 tháng nó lớn hơn cái số tiền tôi làm với kinh nghiệm 7 năm của một công ty top đầu của Nhật. Đó là những cái chia sẻ thật sự chân thành của tôi, và những cái câu chuyện thật của tôi đang được viết ở trên web blog phạmthuhảo.com. Các bạn có thể lên đó để mà học, cái thứ nhất là về cái cách câu chuyện của tôi, thứ hai là về các cái kinh nghiệm thực chiến của tôi, và thứ ba là những cái chia sẻ cơ hội mà tôi thấy được từ Furry hay thấy được từ bên ngoài. Cảm ơn các bạn đã nghe cái clip này.